Linh Nga xin kính chào quý vị. Rất vui lại trở lại với quý vị trong chương trình giải trí cuối tuần của VMTV. Và thưa quý vị, sau đây thì chúng tôi sẽ gửi tới quý vị cái bản tin trước hết, đó là thời đại mới của thực phẩm và cây trồng. Thưa quý vị, nhiều người thì quý vị cũng biết rằng là thích trồng rau, trái cây, các loại bông hay là những cái loại thảo mộc. Nhưng mà trong một cái không gian rất là chật hẹp ở đô thị chẳng hạn, thì quý vị không thể có đất vườn và cũng không có một cái khoảng không. Thì chúng ta cần phải làm gì? Và cái câu trả lời, thưa quý vị, đó là hiện nay chúng ta có thể sử dụng cái nhà kiếng có tên gọi là Niwa. Thưa quý vị, cái nhà kiếng Niwa này là một hệ thống trồng cây và săn sóc cây trồng tự động có 3 loại với kích thước khác nhau và có thể là quý vị rất là dễ dàng để có thể lắp đặt tại tư gia của quý vị. Ứng dụng này nó có những cái điều khiển, thiết bị điều khiển và các nhà mà chế tạo cái nhà kiếng Niwa này, họ cho biết là có thể được cài đặt vô điện thoại thông minh với một danh sách những cái thảo mộc mà quý vị lựa chọn từ trước đó. Và muốn trồng loại cây nào trong nhà kiếng Niwa thì quý vị chỉ việc là lựa những cái hạt giống, sau đó cấy vô. Và cái điện thoại của quý vị thì sẽ điều khiển Niwa để cây có thể phát triển phù hợp với từng loại nhà kiếng. Và thưa quý vị, nhà kiếng Niwa là sản phẩm của kỹ sư công nghệ có tên gọi là Javier Morillas, 32 tuổi, và kỹ sư Anieska Nazarak, 27 tuổi. Và cả hai cái nhà thiết kế này thì họ đã sử dụng cái kỹ nghệ cao, rất là tân tiến để có thể trợ giúp cho mọi người trồng rau trái thuận tiện trong không gian rất là nhỏ và chật hẹp của các đô thị tại những cái thành phố mà những cái người trồng trong nhà sử dụng nhà kiếng Niwa thì họ chỉ cần rất ít, một cái phần rất là nhỏ đất trồng trong một cái nhà kiếng mà thôi. Và cái người sử dụng thì có thể dùng cái smartphone, cái điện thoại cầm tay của họ để có thể là kiểm soát những cái cây trồng trong cái nhà kiếng này. Và Niwa thì sẽ được kiểm soát như là nhiệt độ nè, độ ẩm, chu kỳ ánh sáng và hệ thống tưới nước tự động. Được biết thưa quý vị thì cái Nhật San Daily Mail cũng loan báo rằng là hai kỹ sư Javier và Anieska sẽ đưa nhà kiếng Niwa cung cấp tới thị trường toàn cầu trong năm tới đây. Và hy vọng rằng là khi những cái kỹ sư này họ đưa cái một cái công nghệ đặc biệt như vậy tới cho toàn cầu thì những cái quý vị nào yêu cây, yêu thảo mộc, yêu bông, quý vị có thể mà lại sinh sống trong khu vực đô thị không có đất trồng đó, thì với cái nhà kiếng Niwa này thì quý vị sẽ có thể thỏa mãn được cái ước mơ của mình là trồng những cái cây quý vị yêu thích ngay tại tư gia mà không cần phải có một cái mảnh vườn hay là một cái khu lãnh địa rộng lớn như ở khu ngoại vi.